cho đến gần đây, Nam Phi vẫn được xem là một nước đã cứu vãn được loài tê giác châu Phi. Vào thế kỷ 19, tê giác gần như bị thợ săn tàn sát đến tuyệt chủng. Nhưng nhờ sự cố gắng của cả nước với nhiều tốn kém, số lượng tê giác đã bắt đầu được phục hồi. Tuy nhiên, trong 6 năm qua, sự thành công đó đã bị giảm nhiều. Từ năm 2007, hơn 1.700 tê giác đã bị sát hại để lấy sừng ở Nam Phi. Con số hàng năm đã tăng từ 13 con vào năm 2007 lên đến 668 con trong năm 2010. They saw off the horn, which involves basically taking off the whole front of the face. The rhino actually survives sometimes for a few days without a face. Tại sao có sự tàn sát như vậy diễn ra? Bởi vì có một số người nghĩ rằng sừng tê giác có thể chữa sự mệt mỏi sau khi say rượu, bia và một số bệnh khác, bao gồm cả ung thư. Một số người khác lại tin rằng nó có chất tăng khả năng sinh lý, và một số người thì cố gắng để tăng địa vị trong xã hội bằng cách dùng sừng tê giác và các sản phẩm từ sừng tê giác để làm quà biếu. Cũng có những báo cáo cho rằng một số bà mẹ dùng sừng tê giác phòng khi con sốt, nhưng không có một bằng chứng khoa học nào cho rằng sừng tê giác có bất cứ lợi ích gì cho sức khỏe con người. Trong khi đó, có nhiều cách chữa trị khác mang lại hiệu quả. Những người buôn bán sừng có thể bán sừng tê giác với giá rất cao. Vậy nên, cuộc sát hại tê giác đang leo thang. Năm nay, tại một nơi tên là Karika ở Nam Phi, ba con tê giác đã bị bắn hạ chỉ trong một đêm. Một con chết ngay lập tức. Con tê giác thứ hai, một con đực tên là Themba, đã được bác sĩ William Fowles điều trị. Themba đã cố sống được vài ngày, nhưng cậu ấy chịu nhiều đau đớn từ vết thương ở mặt và chân, cũng bị thương nặng. Chúng phải được điều trị bằng thuốc giảm đau, kháng sinh, thuốc chống viêm, đa sinh tố và thuốc chống ký sinh trùng để chống ròi. Tất cả những việc này tốn tiền và thời gian, nhưng có một điều không khó là tìm các tình nguyện viên để giúp đỡ mọi việc. Cuối cùng, bác sĩ Phâu đã hết sức cố gắng chữa trị cho Themba. Ba tuần sau, cậu đã chết. Nhưng điều gì đã xảy ra cho con tê giác thứ ba bị tấn công ở Karika đêm đó? Bọn săn trộm làm cho nó không chạy được bằng cách thuốc nó và cắt lấy sừng, rồi để cho nó chết. Như một phép lạ, cô tê giác có tên là Thandi này đã sống sót đủ lâu, đến khi bác sĩ Fowles tìm thấy và bắt đầu một chương trình chữa trị dài. Cảnh tượng này có thể trông giống như bọn săn trộm đang đuổi theo một nhóm tê giác, nhưng không phải vậy. Con tê giác này không phải bị bắn để lấy sừng. Đây là Thandi. Con tê giác đang phục hồi và được bắn thuốc an thần để bác sĩ Fowles có thể tiếp tục điều trị cho nó. Thandi đã rất may mắn. Sau khi được thường xuyên điều trị, nó vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Hầu hết những con tê giác bị lấy sừng đều không qua khỏi. Ở Nam Phi, cuộc khủng hoảng tê giác đã trở thành một cuộc chiến thật sự. Quân đội đã được huy động để đối đầu với bọn săn trộm. It's a message that they send to them. I take the rhino poacher out and I save the rhino. Còn hiện nay, Việt Nam được xem là nước nhập khẩu sừng tê giác nhiều nhất trên thế giới. Sừng tê giác được bán bất hợp pháp tại một số nhà thuốc và bệnh viện. Một số người bán sừng thật, nhưng nhiều người bán sừng giả ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Họ bán cho công chúng với giá rất cao. Các cơ quan Việt Nam đã bắt giữ được nhiều chuyến chuyên chở sừng bất hợp pháp mà bọn buôn lậu đã cố mang vào từ châu Phi.
ngoài đường buôn lậu. Sừng tê giác còn tiến vào Việt Nam qua một con đường khác. Việc săn thú để làm chiến lợi phẩm được cho phép ở Nam Phi. Và bắt đầu từ năm 2003, công dân Việt Nam bắt đầu sang Nam Phi để săn tê giác. Hầu hết họ ngay cả một khẩu súng cũng không biết cầm thế nào. Do đó, họ thuê thợ săn Nam Phi bắn tê giác cho họ. Chẳng bao lâu sau, ngày càng có nhiều công dân Việt Nam sang Nam Phi để khai là thợ săn và bắn tê giác. Cho đến thời điểm đó, họ là nhóm đông nhất. Chiến lợi phẩm săn bắn được phép nhập vào Việt Nam, nhưng được quy định là chỉ để người săn làm sở hữu cá nhân và không được phép bán. Chính phủ Việt Nam đang tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với hàng trăm chiến lợi phẩm là sừng tê giác đã được nhập khẩu vào từ năm 2003. Họ đã đến nhà của 40 người săn và chỉ tìm thấy có 7 chiếc sừng còn nguyên vẹn. Tin mừng là Việt Nam đã ký hiệp ước với Nam Phi. Theo đó, hai nước có thể làm việc với nhau trong việc thực thi luật pháp, bắt tội phạm và chúng ta hy vọng sẽ bảo vệ được tê giác. Hiệp ước này phải thành công và người Việt Nam có thể giúp bằng cách không bao giờ mua hoặc tiêu thụ tê giác. Science has shown rhino horn to be made of the same protein as fingernails and hair. It's much like cow hooves or parrot beaks. Research done since 1983 has shown no medicinal benefits to rhino horn. Nếu chúng ta thất bại, hàng trăm con tê giác sẽ phải chịu kết cục như thêm ba. Và những con thú hùng dũng xinh đẹp đã có mặt từ xa xưa này có thể không còn xuất hiện trong các khu rừng hoang dã ở châu Phi hay châu Á. And we haven't succeeded. We haven't been able to give him that love that he deserves. You need to take the story of Temba, who hasn't made it, and the story of Tandi, who will make it. And you need to tell the world what these animals are going through.